Sáng 31 tháng 10 năm 2022, trường trung học cơ sở thị trấn Lăng Chánh đã phối hợp với công an thị trấn Lăng Chánh và trạm y tế thị trấn Lăng Chánh tổ chức chương trình tuyên truyền về ma túy và phòng chống đại dịch COVID-19 năm học 2022-2023 cho trên 500 học sinh của toàn trường. Tại buổi tuyên truyền, 528 học sinh các khối lớp trong toàn trường đã được nghe lãnh đạo công an thị trấn Lăng Chánh thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện trong thời gian qua, phổ biến kiến thức, cách nhận biết một số loại ma túy thường gặp, nguyên nhân, dấu hiệu và nhận biết người nghiện ma túy, thông qua các hình thức như xây dựng tiểu phẩm, trao đổi trực tiếp. Buổi tuyên truyền đã nêu rõ những tác hại khôn lường của từng loại ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, nhân cách của con người, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, các quy định của pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Cùng với đó, tại buổi tuyên truyền, học sinh toàn trường còn được thông tin hướng dẫn về các cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Lăng Chánh nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, các em có sự chuyển biến về nhận thức, luôn nói không với ma túy và có hành động tự giác đấu tranh phòng chống ma túy, tội phạm ma túy, góp phần cùng với nhà trường xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh và an toàn.